Hello cả nhà, đang uống ở Z Cafe. Chị Cung Vân, vô uống cà phê, em mời vô ăn sáng. Chị ăn ở đâu? Vô ăn sáng với em, vô. Để con với anh. Chị có sốc chưa? Chụp cái hình con cái nào? Chị muốn chụp hình hả? Chụp hình không nè, chụp luôn. Ông ngồi tính cho con sáu cho mình tính sao, ông ngồi chụp cho con coi giống vậy không? Chụp cho chị ha, chụp hình cho chị ha. Con có hai cái gì kia chụp giờ là con không có việc làm. Còn mấy nay chị đi nhuộm tóc không? Tóc chị đẹp á. Chị nhuộm đâu rồi? Ai cắt cho chị? Đó, đẹp nè, tóc nè, tóc chị Kim Ngân đẹp nè. Đó, mọi người thấy chị Kim Ngân đẹp không? Đó, chị Kim Ngân tóc mà tóc rất là đẹp luôn á. Smart beautiful ha. Chị sáng gì ăn gì rồi? Ồ, vậy hả? Nếu chị chưa ăn rồi em mời chị vào ăn sáng với cà phê. Đi học bài hả? Chị chờ đây em lấy cà phê cho chị uống nha. Không hả? Con ngắm cảnh. Ok thôi chị đi nha. Hai chị. Mọi người thấy chị Kim Ngân ha. Chị Kim Ngân bây giờ cũng rất là đẹp. Tóc cũng rất là đẹp nha. Đó, tình cờ gặp chị. Tình cờ gặp chị ở cà phê Z Cafe của ca sĩ Phương Trinh và tủ của Bằng Kiều. Thấy chị cũng vui. Ok bạn nha. Rồi xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem trên đài của Việt Di Trú TV và Thế Giới Tâm Linh. Chúc cho quý vị một ngày tuyệt vời nha. Xin chào các bạn khán giả của kênh Thế Giới Tâm Linh và Việt Di Trú. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày thật là vui vẻ nha. Hồi sáng nay anh ngồi uống cà phê, tự nhiên anh gặp em đang đứng nói chuyện với lại chị Kim Ngân đó. Thì thấy cũng vui ha. Tại vì lâu rồi anh em mình cũng không có cái cơ hội để mình tiếp xúc với chị. Thì anh cũng có theo dõi một vài cái kênh YouTube của mấy em gái mà đẹp bonsai này đó, Kim Trương này đó. Thì thấy cái sinh hoạt của chị Kim Ngân vừa qua được mấy em gái dẫn vào làm tóc, làm tay, làm dưỡng tóc rồi. Thì cũng thấy là thoải mái. Thì hồi sáng nay em nói chuyện với chị Kim Ngân thì em thấy như sao? Sáng nay thì vị chú và anh Quốc Võ uống cà phê thì cũng bất ngờ thấy chị Kim Ngân đi ngang qua, thì vị chú cũng mời chị Kim Ngân cà phê và ăn sáng, nhưng mà chị nói thôi chị ăn sáng mà uống cà phê rồi. Mà thấy chị rất là vui và cũng như là cái thằng sắc của chị Kim Ngân bây giờ rất là thay đổi rất là nhiều, mà khá tốt ha. Tóc thì đẹp nha. Tóc mà tóc nhuộm nâu á, chắc là Kim Trương có một cái đôi mắt rất là thẩm mỹ mà nhuộm cho chị Kim Ngân một cái mái tóc rất là đẹp. Tóc tai rất là đẹp, mà còn về ăn mặc thì thôi. Bây giờ không chị Kim Ngân không còn ngày kiểu ngày ngày xưa. Sao liễu không ha? Bây giờ rất là đẹp, mặc đồ đẹp, tóc đẹp, mà mặt mày của chị Kim Ngân rất là thấy nó có người có sức sống. Và chị rất là nice. Và vị chú nói chuyện với chị cũng nói gì rất là vui, chia sẻ với nhau chỉ ngắn thôi, chỉ khoảng 2 phút, nhưng mà cũng chúng ta thấy là chị Ngân trước đây chị Ngân mà gặp người đặc biệt là những người mà không quen thì chị khá là khó chịu, nhưng mà những người quen biết với chị là chị nói chuyện rất là thoải mái. Và chúng ta thấy là chị cũng có rất là nhiều thay đổi, và
bụng rất là vui. Tức là cái cách nói chuyện em thấy chị có tỉnh táo hơn trước không hay là thế nào? Tỉnh táo hơn trước rất là nhiều. Yeah. À, vì vì thời gian gần đây chị được cuộc sống của chị qua hàng ngày đi làm đi với những cái nhóm bạn của chúng ta thấy cũng thấy Kim Chương mấy người bạn đi hàng ngày đi cắt tóc đi chơi thì như vậy chị có hàng ngày cũng vậy chị có niềm vui thì nó sẽ mà khi có niềm vui á thì nó cuộc sống nó thoải mái và các tác đồng hồn nó sẽ thoải mái hơn. Đây đó quý vị thì cũng khá là vui khi mà đó được những cái tin như tức như vậy để chia sẻ cho mọi người. Thì mình cũng nhớ lại cái thời kỳ trước ha, nhớ là cái thời kỳ mà của Thúy Nga rồi Ngân Nga, câu chuyện Ngân Nga đó ngày xưa. Đúng đó rồi. Thì đó là những cái kỷ niệm mà cũng khá là đẹp. Yeah. Tuy nhiên thì trong câu chuyện nào nó cũng có những cái tình huống nó hơi gọi là cái như là mình không được chú ý lắm ha. Nó xảy ra trong quá khứ thì cũng như có quá khứ thì mình cũng cho nó qua. Giống như là bên phía của Gia Nguyễn đó, hồi xưa đó thì cũng có những cái vấn đề về khớp đốc và quan điểm giữa tất cả những người qua lại đó. Yeah. Nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ thì gia Nguyễn cũng đã đem Kim Ngân về nuôi để cho ở thoải mái rồi, thì cũng vì cái tình thương của gia đình của họ thôi. Nói chung là bây giờ những cái chuyện cũ thì mình cũng cho nó qua đi. Nhưng mà đặc biệt thằng ở trong vừa rồi đó có Quốc Võ có phân tích một cái clip mà cũng có chị Hồng Trinh chỉ nói về vấn đề này. Yeah. Là cái câu chuyện thế này để anh hỏi ý kiến của em ha. Yeah. Chút xíu nữa em sẽ nói qua quan điểm của cá nhân của em. Yeah. Thì có một cái clip trên cái kênh của chị đẹp Kali đó. Yeah. Chị có phỏng vấn là mẹ ruột của chị Kim Ngân. Yeah. Cô Hương đó. Thì trong cái đoạn đó nó có một vài đoạn mà cô Hương của nói chuyện á mà nó hơi có vẻ như rằng nó không được công bằng cho Thúy Nga, làm cho những người mà trên mạng xã hội đó, tức là những khán giả đó. Yeah. Họ có những cái lời lẽ, tức là họ không có được đồng ý với những cái điểm giống như là có trăng quên đèn cái gì giống vậy, tức là phủi tất cả những cái công sức mà của Thúy Nga bỏ ra một thời gian mà khi mà Thúy Nga tiếp cận với lại chị Kim Ngân thì những cái điều đó làm cho những người đó họ không có đồng ý vấn đề đó. Tại vì bất cứ một cái người nào, cho dù là Kim Thúy Nga hoặc là những cô gái sau này đã tiếp cận với lại Kim Ngân đó, cũng đều mang cái tình thương của mình đến với Kim Ngân ha. Chúng giờ anh em mình cũng vào cái chuyện này là cũng bằng một cái tấm lòng, chứ không phải là để câu view câu like hoặc là để trục lợi cho bản thân riêng. Mà cái đầu tiên mà khi bước vào câu chuyện của Kim Ngân á, là chúng ta mong muốn Kim Ngân có một cuộc sống tốt đẹp hơn, là như vậy thôi. Còn vấn đề về làm YouTube mà có tiền hay không thì cái chuyện đó là chuyện tương lai mà không thể nào ai biết được là có làm được hay không, đúng không ạ? Đó thì theo cái quan điểm của em á, là nếu như vậy thì em có cái cách nào để em nói chuyện sao để cho tất cả mọi người đều vui vẻ không ha, không có hiềm khích nhau. Nói chung là tất cả mọi người đều là người đi giúp đỡ Kim Ngân hết mà. Thì mình mong muốn rằng là cái câu chuyện này nó sẽ được vui vẻ, ai cũng happy hết, đúng không? Thì em nghĩ sao về vấn đề này? Em nghĩ cái đó là cái câu chuyện mà đã qua rồi. Mà cái quan trọng là cái sự thay đổi của chị Kim Ngân. Những cái gì mà của Thúy Nga giúp ngày xưa á, thì cũng rất góp phần quan trọng để có Thúy Nga ngày hôm nay, mà có Kim Ngân ngày hôm nay, mà có sự bây giờ nhiều người quan tâm với chị Kim Ngân hơn. Đặc biệt bây giờ có Kim Chương là một người chủ một tiệm tóc, rồi những người bạn họ cũng biết Kim Ngân qua cái câu chuyện của Ngân Nga, thì họ cũng bước vào giúp chị Kim Ngân. Thì tất cả mọi người đều muốn cái quan trọng nhất là tất cả đều muốn cho chị Kim Ngân có một cái cuộc sống tốt hơn. Còn những cái gì qua rồi thì không nên nói lại nữa. Ai cũng có những sai lầm, và Thúy Nga chứ chắc là có sai lầm, mà những người khác mà Thúy Nga đã giúp Kim Ngân, mà có những người ta không thấy thoải mái cái việc giúp đỡ của Thúy Nga đối với Kim Ngân, thì họ muốn chà đạp. Thì cái đó là cái câu chuyện mà chúng ta đã nói lặp đi lặp lại trong thời gian cái chê này rồi, thì chúng ta cũng cho nó qua đi. Và thực sự bây giờ là cái sự giúp đỡ của Thúy Nga ở quá khứ cũng rất là quan trọng, và bây giờ đến những người như là Kim Chương hay là những người bạn thì nó góp phần cho chị Kim Ngân ngày hôm nay. Và em nghĩ chị mẹ của chị Kim Ngân cũng nên biết được cái công lao của Thúy Nga, mà mình tế nghị mình không có nên nói những cái vấn đề đó trong thời điểm bây giờ. Đúng rồi. Đúng rồi.
nó rất là nhạy cảm quý vị, bởi vì tất cả những người làm YouTuber mà dính vào cái câu chuyện của Kim Ngân đều bị hết á. Yeah. Có người binh, có người chống, có người thương, có người ghét là cái chuyện bình thường. Tất cả cái câu chuyện xã hội nào cũng vậy hết quý vị. Nhưng mà mình cũng thấy rất là đồng cảm, tại vì mình cũng là YouTuber mà, thì mình cũng khá là đồng cảm đối với những người YouTuber khác trong câu chuyện này. Thật sự mà nói, mà nếu mà làm YouTuber mà để kiếm tiền thì nó cũng khó lắm, nó không đơn giản và cũng tùy duyên quý vị, không phải ai làm YouTube cũng kiếm tiền được. Và những người mà giống như Kim Trương hoặc là những người bạn của Kim Trương đó, hoặc là ban đầu từ Thúy Nga chăng chăng nữa đi, thì khi mà làm câu chuyện của Kim Ngân này cũng họ cũng không chưa nghĩ tới chuyện tiền. Bởi vì nếu mà nghĩ tới chuyện tiền á thì khó làm, nó không bao giờ làm được hết á. Tại vì mình làm những cái clip đầu tiên mà không có tiền mình nản mình bỏ. Đúng rồi. Nhưng mà cố gắng theo dõi một thời gian thiệt là dài, mấy tháng trời, mà để khi mà có được tiền rồi thì cái chuyện đó là tùy duyên, nó không phải là muốn là có đó, thì trời cho ai là nấy hưởng thôi quý vị ha. Cho nên là trong vấn đề này thì thật sự mà nói đó, rằng là khi mà làm YouTuber thì chúng ta cần phải một cái trái tim lạnh và một cái đầu nóng, đúng không, và trái tim lạnh đúng không, để mình không có phản kháng lại khán giả, bởi vì khán giả họ có quyền để họ họ comment vào đó. Thì ở trong cái clip mà của chị đẹp Kali mà phỏng vấn mẹ ruột của chị Kim Ngân đó, là cô Hương, thì cô Hương có nói một vài câu mà làm cho người ta không đồng ý. Ví dụ như là cái câu là khán giả của Thúy Nga vào để chửi bên phía của chị đẹp Kali, là nói là chị đẹp Kali là coi như là nhảy vào để coi như là giúp Kim Ngân, là để coi như là gì đó, nói chung là như vậy. Nhưng thật sự là mình không có nên nói là khán giả của Thúy Nga. Đúng rồi. Bởi vì cái chưa chắc là đó là khán giả Thúy Nga, mà cũng là một người khác, phải không ạ? Khán giả Thúy Nga cũng có người tốt người xấu. Nói chung là cho dù họ có thương Thúy Nga, nhưng mà họ cũng không có nghĩa rằng là họ sẽ là chống đối lại những người bên Kim Trương. Yeah. Đó, cho nên là khi nào chúng ta biết chắc chắn cái người đó là ai thì chúng ta mới nói. Còn thật sự thì mình không có nói như vậy để ảnh hưởng đến những cái người khán giả mà chân chính, phải không ạ? Dạ đúng rồi. Vì vậy cho nên là mình cũng nhẹ nhàng tới nhị. Đó là cái lời khuyên đúng của cô là như vậy. Em nghĩ là cái quan trọng nhất là mọi người phải mở rộng ra. Và cái quan trọng nhất là kết quả là chị Kim Ngân. Cái quan trọng nhất là chị Kim Ngân như thế nào, bây giờ chị Kim Ngân như thế nào, tốt hơn thì mình ai giúp cũng vậy thôi. Tốt hơn thì mình ủng hộ. Đúng rồi. Và mình cũng đừng nên nhắc đến những người này người kia để khơi lại những cái xích mích rồi cái xung đột nữa. Thì đây là có anh Phong Lê. Cây hài Phong Lê Bonsa. Và cái câu chuyện của Kim Ngân Thúy Nga là cũng có nhiều vấn đề lắm. Ở trong đó vấn đề là những cái thời gian, cần thời gian trả lời, mà chúng ta thấy thời gian đã trả lời ai thật lòng, ai không thật lòng, như trong ông áo vàng, anh thấy không? Bỏ chạy rồi. Đúng rồi. Đó, chúng ta thấy một thời gian là biết là ai thật lòng, ai không thật lòng. Những người mà người ta đến để người ta muốn mang cái tiếng cho mình, rồi để xóa đi những cái quá khứ dơ giấy của mình đó. Thì người ta làm cái công việc để PR cái hình ảnh của mình, để xóa đi những cái quá khứ mà người ta bị bóc phốt hay bị những người khác kiện cáo, như ông Bảo Vàng. Và bây giờ chúng ta thấy ông Bảo Vàng bây giờ trốn mất tiêu rồi. Trốn mất luôn. Không ai biết ở đâu luôn ha. Cái thời đó cũng hơn 5 giờ trước em ha. Nói chung là cũng sóng gió cũng nhiều. Anh Giang Nguyễn với ông Ngô Kỷ hay là TT Media cũng nhiều lúc mình cũng nói người ta, nhưng mà nhiều lúc họ cũng là nạn nhân, bị ông này cũng lừa luôn. Không có vàng cũng lừa. Ở đây mình cũng thông cảm. Thật sự thì anh thấy cái câu chuyện bây giờ nó cũng khá là nhẹ nhàng rồi. Bởi vì nó đã qua rồi, quá khứ rồi. Ngày xưa đôi khi mình không có những vấn đề không hiểu nhau, kể cả khán giả gì nữa cũng có những người họ không hiểu nhau. Rồi chửi bới này nọ, chống đối này nọ rồi, nhưng mà nó qua rồi thì chuyện nó qua rồi cho qua luôn. Đâu để bụng làm gì nữa. Bây giờ thì có nhiều cái chuyện mới đó. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng thấy vui khi mà cũng có nhiều cô gái trẻ đẹp giống như Kim Trương, rồi chị đẹp Kali này nọ cũng đã đồng hành rồi giúp đỡ Kim Ngân, làm cho Kim Ngân càng ngày càng lột xác ra, nó trẻ đẹp lại, rồi lên sân khấu khác đi chứ. Hát mấy cái bài mà ngày xưa đó em biết không, New Way này nó đó. Đúng mấy cái bài đó cũng rất là hay và cũng được khán giả quan tâm. Anh thấy lạ là cái như là cũng câu chuyện này cũng khá lâu rồi nhưng mà bây giờ vẫn còn người xem nhiều ha. Cái quan trọng đó là những cái tình thương của khán giả của cho Kim Ngân, cho chị Kim Ngân, chứ không cho bất kỳ ai hết. Cho nên là ai giúp Kim Ngân mà giúp thật lòng và có kết quả thì họ đều ủng hộ ấy. Đúng rồi. Dạ, cũng hay. Hồi sáng này em hỏi chị Kim Ngân về những vấn đề gì trong cái clip mà ngắn ngắn mà hai người nói chuyện với nhau đó.
Em hỏi chị nhuộm tóc ở đâu đẹp quá. Rồi chị xin có nói gì đâu? Chị nói là cô nào đó, vì nói chung là chị cũng cũng nói nhưng mà chị quên á. Không nhớ hả? Không nhớ. Cái đó thì mình cũng thông cảm. Nhưng mà chị Kim Ngân rất là hay nha. Mọi người trong cái hoàn cảnh nào đó nhưng vào cái khuôn của chị là âm nhạc á. Thì tất cả những bài hát là chị hay nhớ hết. Cái đó là quan trọng, cái đó là tâm hồn của chị là với tâm âm nhạc thôi. Kim Trương á thì giống như là em gái của Quốc Võ vậy đó, rất là thân và đây là những tóc tai là cái như Kim Trương hết. Hôm bữa mọi người coi Thanksgiving là có anh em mình có Kim Trương ở Mai ở nhà anh Mai á. Đúng rồi. Thì có thể là sẽ bàn với Kim Trương là mình sẽ tổ chức cuộc thi karaoke đi. Tức là mấy anh em mình hát karaoke cho chị Kim Ngân là chấm điểm. Ai hát hay sẽ được phần thưởng. Đúng rồi. Mình sẽ tạo ra trò chơi, tại vì mình sẽ thấy qua những cái người mà họ giống như bệnh mà giống như chị Kim Ngân á thì vui là chính. Đó, làm sao cho si mà vui vẻ là ok. Không? Đúng rồi. Cứ vui vẻ là nó càng ngày nó càng cái bệnh á nó càng bớt nhiều. Đúng rồi. Đó là như vậy, cho nên là mình tạo ra cái trò chơi gì vui 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 là mình chơi được. Đó. Thì đó cuối cùng lời em cũng chia sẻ với mọi người là cái quan trọng bây giờ mục tiêu của ta là chị Kim Ngân sức khỏe, chị Kim Ngân rồi chị Kim Ngân cái những cái vui cho chị Kim Ngân mang đến những cái vui, ai mang đến ai giúp được cho chị Kim Ngân mang đến được vui cho chị, rồi chị vui thì chị hẹn ra bên ngoài ca hát để chúng ta nhìn thấy những cái hình ảnh của chị Kim Ngân ngày xưa thì rất là vui. Rồi còn thêm gì nữa em muốn nói gì nữa không? Em nghĩ là cũng rồi. Thôi thì nói chung là cái clip nhìn tới đây thì cũng đã khá là dài. Thì xin chúc cho tất cả quý vị khán giả của kênh Thế Giới Tâm Linh cũng như kênh là Việt Chi Trú TV đó được mọi điều may mắn ha. Sắp tới là sẽ có cái Christmas sắp tới nè, lễ lần chắc là mọi người cũng bận rộn ha. Đúng rồi. Gặp tới cũng như anh có cái hợp gì Christmas chưa? Christmas thì cũng đi chơi chỗ này chỗ nọ, quay cảnh này nọ rồi đó. Anh em mình quay đèn cho mọi người coi ha. Đó. Rồi, chúc tất cả mọi người sức khỏe tốt nha. Okay. Rồi, chúc cả nhà sức khỏe vui vẻ nha. Bye. I love you.